tư vấn du học FISCO giới thiệu tới các quý phụ huynh và các bạn học sinh Việt Nam một trường phổ thông nội trú Mỹ hội tụ đủ các tiêu chí từ chất lượng giáo dục tốt, hỗ trợ tốt cho học sinh quốc tế, học sinh tốt nghiệp nhận được học bổng cao từ các trường đại học danh tiếng và đặc biệt học phí và phí nội trú rất hợp lý, cấp học bổng cao cho học sinh Việt Nam. Đó là trường phổ thông nội trú John Pop. Trường được thành lập năm 1928, tọa lạc tại thành phố Bangor, thành phố lớn thứ ba của bang Maine, một trong những bang xinh đẹp nhất và nằm ở cực bắc của nước Mỹ với những bãi biển, ngôi làng tuyệt đẹp và đồi núi hùng vĩ. Từ ký túc xá của John Pop, học sinh chỉ cần đi bộ từ 5 đến 10 phút là ra tới trung tâm của thành phố Bangor, nơi có rất nhiều nhà hàng, khu mua sắm và rạp hát, và cũng chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển để tới sân bay quốc tế Bangor và các trạm xe buýt. Bang Maine là bang cực bắc của nước Mỹ, nên sẽ có nhiều phụ huynh lo lắng về mùa đông lạnh giá. Vâng, vào mùa đông, khí hậu tại đây khá lạnh với nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1 là khoảng âm 15 độ C và nhiệt độ trung bình là 2 độ C. Nhưng khi học sinh học tập tại một ngôi trường nội trú như John Park, các khu nhà ở chỉ cách khu học tập tầm 1 phút đi bộ. Trong các khu nhà ở và phòng học đều được trang bị hệ thống sưởi ấm rất tốt, nên chỉ cần trang bị áo khoác dày là các bạn học sinh hoàn toàn thoải mái khi học tập tại đây. Vào mùa đông, học sinh cũng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với môn trượt tuyết và leo núi. Bước vào mùa xuân, khí hậu Maine trở lên ấm áp nhanh chóng. Mùa xuân sẽ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5. Cảnh quan sẽ chuyển từ băng tuyết sang một mảng xanh đầy sức sống, nhiệt độ trung bình khoảng 10 độ C. Mùa hè, khí hậu lúc này sẽ ấm áp và dễ chịu với nhiệt độ trung bình vào khoảng 15 độ C. Mùa thu, với nhiệt độ trung bình khoảng 7 độ C, cảnh quan ở Maine sẽ như một bức tranh đầy màu sắc. John Pop là một trường trung học nội trú cỡ lớn với khoảng 500 học sinh đang theo học từ lớp 9 đến lớp 12, trong đó 14% là học sinh quốc tế. Quy mô lớp học nhỏ chỉ khoảng từ 17 đến 18 học sinh một lớp. Tỷ lệ học sinh trên giáo viên là 14:1. Điều này giúp cho học sinh có sự tương tác với giáo viên một cách tối đa nhất. 70% giáo viên của trường sở hữu bằng cấp cao nhất trong lĩnh vực giảng dạy của họ. Về đào tạo, tiếng Anh và toán được coi là môn chính tại trường. Đồng thời, nghệ thuật và âm nhạc cũng rất được coi trọng để các em phát triển đam mê của mình. Trường cũng khuyến khích các học sinh tăng cường học tập với 21 môn nâng cao AP, đa dạng các lĩnh vực từ khoa học máy tính, bảo vệ mạng và robot đến chuẩn bị hành trang cho thế giới thực thông qua các khóa học về kinh tế, văn hóa thế giới và ngôn ngữ. Trường có chương trình tiếng Anh dành cho các học sinh quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho các em hoàn thiện hồ sơ vào đại học với các lớp luyện thi TOEFL, SAT, AP hoàn toàn miễn phí. Trường phổ thông nội trú John Pop được đánh giá rất tốt về mặt học thuật. Theo The Washington Post, John Pop liên tục xếp hạng nhất tại bang Maine các năm 2012, 2014, 2016 và 2017. Trường được xếp hạng A tổng quát trên trang Nikki.com và đặc biệt xếp hạng A cộng về lĩnh vực Academics. Trường đặc biệt có thế mạnh về lĩnh vực khoa học tự nhiên, STEM, bao gồm các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Trường được công nhận bởi College Board là một trong những trường trung học phổ thông hàng đầu trong bang Maine về khoa học và toán. 100% học sinh của trường tốt nghiệp ghi danh thành công vào các trường đại học. Nhiều học sinh đã đỗ vào các trường đại học danh tiếng như là Harvard, Columbia, University of Massachusetts, Yale University. Học sinh của VSCO, bạn Thành Nhân, tốt nghiệp tại John Pop năm 2020, xin được học bổng lên tới 100% học phí và hỗ trợ ăn ở một phần tại Đại học Alabama. Một học sinh khác là Việt Thành đã xin được học bổng cao nhất của Học viện Công nghệ New Jersey lên tới 75% học phí. Lý Quốc Hoàng, học sinh VSCO vừa có một năm lớp 10 tuyệt vời tại John Pop, mặc dù dịch bệnh đã làm hạn chế nhiều hoạt động ở nửa cuối kỳ 2 của năm học, nhưng Hoàng cũng đã kịp tham gia câu lạc bộ Robocom của trường và đạt giải nhất toàn thành phố, sẵn sàng luyện tập để thi toàn bang. Ước mơ của Hoàng là săn học bổng tại Đại học MIT. Về sinh hoạt và ăn ở, khu ký túc xá rất gần tòa nhà chính của trường, có Wi-Fi tốc độ cao và có cha mẹ phụ trách và quản lý cho từng khu. Vào cuối tuần, học sinh sẽ có rất nhiều các hoạt động để cùng tham gia với bạn bè như là đến quán ăn,
đi xem phim, đi nghe nhạc và nhiều hoạt động khác rất gần ở khuôn viên trường. Học sinh cũng có thể lựa chọn ở homestay cùng với gia đình bản xứ nếu muốn. Học sinh của John Park có rất nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động ngoại khóa và nghệ thuật như là tổ chức hội kịch mùa thu, đại nhạc hội mùa xuân. Đây là dịp để các học sinh có cơ hội cùng nhau biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật của chính mình. Có nhiều cơ hội để em tham gia các đoàn, nhóm và các câu lạc bộ nghệ thuật. Các hoạt động ngoại khóa về thể thao cũng rất được chú trọng. Học sinh có thể tham gia nhiều trò thể thao như là golf, bơi hay là hockey. Chi phí một năm ở trường là 45.000 đô Mỹ, bao gồm học phí, ăn ở, ký túc xá hoặc homestay, Anh ngữ kèm thêm, các hoạt động phí, lệ phí khác. Học bổng cấp tới 20.000 đô la Mỹ một năm cho học sinh Việt Nam. Sau học bổng, tổng chi phí chỉ còn từ 25.000 đô la Mỹ một năm cho một trường nội trú hạng A danh tiếng với chất lượng đào tạo tuyệt vời và cơ sở vật chất hiện đại tại Mỹ. Đây chính xác là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tư vấn du học Fisco là đại diện tuyển sinh trực tiếp của trường phổ thông nội trú John Park tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ thông tin cho các bậc phụ huynh, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh sẵn sàng và chuẩn bị tốt nhất để phỏng vấn xin học bổng trực tiếp hoặc online của trường bất cứ lúc nào và hoàn toàn miễn phí.